cho Sài Gòn có ngày thôi mà nhìn, nói chung Sài Gòn náo nhiệt, Sài Gòn rất là náo nhiệt. Về đây yên tĩnh hẳn. Yên tĩnh thế nhờ. Ê, thầm in. Oh, wait. Vật vã vậy trời. À, hôm nay hãng Detty có gửi cho mình hai cái micro, ba cái micro. Và họ nói rằng đây là cái micro có thể mày sẽ thích nhất trong đám microphone để mà dành cho làm vlog. Microphone thích nhất để làm vlog. 1, 2, 3. Ba cái mic này, ba con mic Detty ở đây. Đáng lẽ thực ra mình sẽ không có nhận review một cái sản phẩm microphone đâu, bởi vì mình đang xài Micro Rode và mình khá là hài lòng với nó. Mình sẽ không có review một sản phẩm khác. Tuy nhiên rằng con Detty này nó có những thứ mà nó cải thiện cái quay phim của mình. Và thực sự mình cho rằng đây là con mic tốt nhất dành cho các vlogger. Đấy là trên lý thuyết. Còn thực tế thì trải nghiệm mới biết được, unbox ra thôi. VMIC D3. VMIC D3 Pro. Pro thì đắt hơn, nhưng mà mình thấy cái bản này ok hơn nè. D3 Pro đắt hơn, dài hơn, và tất nhiên là nó sẽ định hướng thu âm tốt hơn bởi vì nó dài hơn. Nhưng mà đầu năm vừa rồi thì mình có review con Rode NTG này, mình mua mình sử dụng chứ không có nhận được tài trợ của hãng đâu. Và mình cảm thấy khá là hài lòng với nó. Nhưng mà điều là mình bất ngờ là cái chức năng vòng vặn của trên con NTG này. Trước đó Detty đã ra mắt, và Detty D3 Pro mới là con mic đầu tiên có cái vòng vặn điều chỉnh gen level trên thế giới, chứ không phải là NTG. Wow, thực sự là điều này thực sự làm cho mình thay đổi suy nghĩ về hãng Detty. Yo, anh em sẽ thấy rằng bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe so sánh để mà anh em biết được chất lượng của con Detty nó nằm mức nào. Và mình sẽ lấy con Rode VideoMic NTG làm một cái chuẩn nha. Rode này hiện tại có giá là khoảng 5,7 triệu, còn con Detty D3 Pro thì rẻ hơn, đó là có mức giá khoảng 4,7 triệu bên VGShop á. Và về âm thanh thì lý thuyết con Rode nó sẽ trầm hơn một tí, bởi vì cái tần số âm của nó là từ 20 tới 20.000 Hz, còn con Detty là từ 50 cho tới 20.000 Hz ha. Âm hẹt càng thấp á thì bass càng tốt, nên nghe thử nha. Detty testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cường đẹp trai. Rode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cường trai đẹp. Ok, anh em nghe thấy như thế nào? Detty thì bản thân mình sau khi mình trải nghiệm thì mình cũng thấy là lý thuyết nó cũng giống như thực tế thôi. Con Rode này nó ấm hơn một chút xíu, tuy nhiên là đối với lại tai nghe nghe được nha, chứ còn nếu mà tai nghe của anh em cái có cái tầng giải hẹt nó chỉ từ trên 50 trở lên đó, thì cái sự khác biệt này khó có thể nhận ra lắm nha. Tai nghe phải tốt thì mới nhận ra được. Nếu mà đánh giá thật lòng và cảm nhận thì Rode sẽ cho âm thanh chất lượng ok hơn, ấm hơn, trầm hơn một tí xíu. Ngoài ra thì Rode nó còn có thêm một cái gọi là picking để mà đo âm rè, hay là cái cộng 20 dB để mà thu những âm nhỏ. Nhưng mà xem nha. Úi. Ok, anh em thấy gì lạ không? Có nghĩa là cái kích thước thật của Rode nó ngắn hơn. Cái gì nhỏ hơn, tốt hơn thì mình không biết, nhưng mà riêng đối với microphone á, thì dài hơn sẽ đắt tiền hơn. Dài hơn sẽ cho cái mức độ định hướng tốt hơn, âm thanh môi trường xung quanh nó sẽ được giảm nhẹ, và cái âm thanh, cái hướng chính của chúng ta sẽ được rõ ràng hơn. Cho nên riêng về cái độ dài này, nó sẽ giúp cho con Detty D3 Pro này thu âm tốt hơn ở những cái môi trường sự kiện hay là đám đông người mà cần có khả năng định hướng, thì D3 Pro này nó sẽ thu âm rõ hơn là... À, quên mất là cả hai con mic này nó đều có chức năng là tự động bật lên nhá. Nhưng mà tuy nhiên là con Detty này nó có một cái hay hơn nhá. À, hay hơn, dễ hơn thì mình cũng không chắc. Nhưng mà nó có cái chế độ standby, có nghĩa là khi chúng ta ấn để mà bật cái mic lên, sau đó nó để chế độ standby tiết kiệm pin, và khi chúng ta cắm vô trong camera thì nó ngay lập tức nó sẽ bật lên. Cái này nó sẽ không bị delay. Ví dụ như mình sử dụng con Rode NTG này á, nó hay bị trường hợp là khi mình cắm vô khoảng 1 đến 2 giây sau nó mới bật cái mic lên, dẫn đến nếu mà mình bấm mình quay luôn thì mình sẽ mất đi vài từ đầu tiên trong clip. Mình khá là bực với cái việc này. Còn về ngoại hình thì mình thích con D3 Pro với cái
sốc mao màu đen hơn, bởi vì là con mic này tự nhiên nó có màu đỏ, mà đôi khi mình quay phim ở ngoài đường á, mình không muốn gây sự chú ý, mình không muốn người ta nhìn vào, tự nhiên cầm có một con máy ví dụ nó đen hết luôn một khối thì nó sẽ đỡ bị chú ý hơn. Nên nhìn chung thì thực sự với mức giá mà khoảng 4,7 triệu thì con mic Detim D3 Pro này khá là đáng tiền. Súng dài, thu định hướng rất là tốt. Là một con microphone thông minh đầu tiên trên thế giới, có thể cắm được trên nhiều thiết bị, cả điện thoại lẫn máy quay. Nhưng mà anh em nào mua thì nên lên trên website và xem các cái bảng thiết bị tương thích đã nha, vì nó hiện tại chưa có hỗ trợ hết tất cả các thiết bị. Là con mic đầu tiên trên thế giới có cái vòng vặn điều chỉnh gen, điều chỉnh âm lượng trực tiếp trên mic. Tất nhiên là sau này đã có con Rode VideoMic NTG, nhưng mà đây là con đầu tiên. Và mình nghĩ rằng là pin của con mic này là pin lithium tích hợp và chúng ta có thể sử dụng liên tục lên tới 51 tiếng đồng hồ, và nếu để chế độ standby thì như đâu đó được 72 tiếng. Cho nên mình thấy pin khá là ấn tượng. Tuy nhiên nếu như bạn muốn một cái mic nhỏ gọn hơn với mức tiền thấp hơn mà vẫn giữ nguyên chất lượng, các bạn không cần có high pass filter, không cần những cái vòng chỉnh gen như thế này, thì đây, mic D3 không có Pro. Alo, testing 1, 2, 3, đây là D3 Pro, nãy giờ âm thanh đang nghe là D3 Pro. Bây giờ mình sẽ chuyển qua D3 không có Pro. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anh em thấy sao? Chuyển qua Rode VideoMic NTG. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh em có phân biệt sự khác biệt hay không? Nếu mà để yên tĩnh á, thì anh em sẽ nghe âm ồn của D3 Pro nè. D3 không có Pro nè. Rode NTG nè. Anh em nghe thấy sự khác biệt đúng không? Nếu mà nghe tai nghe vô thì sẽ phân biệt được sự khác biệt. Còn nếu mà nghe ở những cái loa cùi cùi á, thì mình nghĩ là không có phân biệt được sự khác biệt đâu. Ha. Con này nó hơi nhiễu một tí ở cái âm ồn. Còn con này với cái loại Rode NTG rất là trong. Đấy. Đó là sự khác biệt. Tuy nhiên là với mức giá này, với mức giá 2,3 triệu thì cực kỳ đáng tiền đối với vlog. Tại vì vlog thì không cần chất lượng âm thanh quá cao. Và con này lại có pin nữa, cho nên là nó Detim D3. Con mic này khá là ổn anh em ạ. Ổn nhất là cái pin sử dụng lên tới 200 tiếng là gần 10 ngày. Vì là một con mic có pin cho nên là chất lượng âm thanh của nó tất nhiên là ổn hơn những con mic không có pin ở tầm giá 2 triệu. Tầm giá 2 triệu thì theo như mình biết thì không có con mic nào mà có pin cả. Nên thực sự thì đây là con mic tốt nhất dành cho vlog, đơn giản nhất, không cần sử dụng chức năng gì hết, cắm vô xài. Và cũng có chức năng cắm vào là tự động bật lên, cho nên rất là tiết kiệm pin anh em ạ. D3 Pro, à nghe đâu Detim sắp ra mắt con D4 là con đời sau của con D3 Pro này, và nó còn có cả chức năng là thu âm hướng đằng sau nữa. Tại vì thông thường khi mà chúng ta nói chuyện á, ví dụ như chúng ta đang nói chuyện hai người thì cái người đằng trước họ sẽ âm thanh rất là to, nhưng mà cái người đằng sau này âm thanh nó sẽ bị bẹt và nhỏ, cho nên con mic D4 nó sẽ thu được hai chiều luôn. Chúng ta có thể chuyển đổi cái chế độ thu hai chiều hoặc một chiều. Ồ, con mic đó nghe hào hứng đó. Nếu mà đi vlog ngoài đường thì thực sự nó tiện, rất là tiện luôn. Ok, video review Detim hôm nay. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Ở đây là sử dụng zoom quang học bình thường.